Thưa quý vị, hiện nay, tình trạng thanh thiếu niên phạm tội đang có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và mức độ phạm tội. Đa số các đối tượng vi phạm pháp luật đều bỏ học sớm, thiếu sự quản lý của gia đình, dính vào ma túy, thực hiện các hành vi đua xe trái phép, trộm cắp, gây mất trật tự xã hội. Như vụ việc mới đây xảy ra tại Vĩnh Phúc, hai thanh niên 10X thủ giao đi cướp đêm để lấy tiền ăn chơi, khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Theo điều tra, hai thanh niên Phùng Anh Duy sinh năm 2007 và Nguyễn Thành Nam sinh năm 2006 do không có tiền ăn tiêu nên đã hành động đi cướp tài sản. Duy đã rủ Nam thực hiện hành động này. Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 6 tháng 5, Duy mượn xe máy của bạn, chở Nam mặc áo chống nắng, mang theo dao quắm, rồi di chuyển từ Phú Thọ đến thành phố Vĩnh Yên để thực hiện ý đồ cướp tài sản. Đến 0 giờ ngày 7 tháng 5, Duy dừng xe ở lối rẽ vào cổng trường Trung học Phổ thông chuyên tỉnh Vĩnh Phúc trên quốc lộ 2B nhằm dình chờ người đi xe máy ngang qua, sẽ cướp. Không mất nhiều thời gian, cặp đôi đã phát hiện một nam thanh niên đi xe máy, liền bám theo trông thấy hai đối tượng lạ mặt mang dao nam thanh niên đã tăng tốc chạy thoát trên đường đi hai đối tượng phát hiện phía trước có hai người khác đang đèo nhau bằng xe máy quay duy lập tức vượt lên chặn xe còn nam thì dùng dao tác động khiến cho hai bị hại hoàng sợ phải buông xe máy gây án xong duy giấu dao tháo biển số xe máy vừa cướp được rồi cùng nam về phú thọ trả xe máy cho bạn bàn nhau sẽ tiếp tục đi cướp xe máy nữa để mỗi đứa có một phương tiện di chuyển Khoảng 20 giờ ngày 7 tháng 5, Duy điều khiển xe máy cướp được chở Nam từ huyện Phú Ninh, Phú Thọ về thành phố Vĩnh Yên, đến vị trí cất con dao để tiếp tục đi cướp. Tại địa bàn huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc, hai đối tượng tiếp tục chặn ba thanh niên đang đèo nhau bằng chiếc xe quay. Duy và Nam bám sát và thực hiện hành vi của mình, nhưng anh này tránh được và phóng xe máy chạy thoát. Chưa đạt được ý đồ, các đối tượng quay về thành phố Vĩnh Yên, chặn đường định cướp phương tiện của một nam thanh niên. Tuy nhiên, người này đã nhanh trí rút chìa khóa xe rồi chạy bộ, nên Duy và Nam không thực hiện được trọn vẹn hành vi phạm tội. Hết lần này đến lần khác, hai thanh niên chưa thực hiện được hành vi của mình nên tiếp tục đi cướp xe máy của một đôi nam nữ khác và bỏ trốn. Hai nạn nhân bị các đối tượng tác động bị thương ở vùng cánh tay. Hành vi manh động cướp đoạt tài sản đã được trình báo lên công an địa phương tiếp nhận vụ việc công an đã lập tức điều tra và phát hiện hai đối tượng đang điều khiển phương tiện chúng đã cướp hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng với độ tuổi nhỏ nhưng hai thanh niên này đã có những hành động vượt ngoài tầm kiểm soát gây ra những sát thương cực mạnh náo loạn trật tự xã hội với nhóm đối tượng thanh thiếu niên ngổ ngáo hành động sai lệch cần được gia đình nhà trường quan tâm chặt chẽ để điều hướng suy nghĩ của các em trở lại đúng đắn